Kính chào quý vị đến với chương trình Khoa học và chúng ta với chủ đề Những khám phá tình cờ phần 2. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, trong phần 1 của chủ đề này, thì chúng ta đã chấm dứt bằng cái việc khám phá ra một cái động Lascaux ở bên Pháp trong lĩnh vực à, khảo cổ. Nhưng mà thưa quý vị, cái động Lascaux là con người tạo ra. Thì trên nguyên tắc chúng ta phải nói đó là cái phát minh. Nhưng mà chúng ta không thể nói là phát minh ra cái động Lascaux được. Cái chuyện nó nghe rất là chói tai. Thì tôi muốn nói như thế để cho chúng ta thấy rằng là giữa phát minh và khám phá đó, cái biên giới nó rất là mờ nhạt. Và cái hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị thấy một số mà những tạm gọi là những cái phát minh là những cái gì mà con người tìm ra nhưng mà bắt buộc con người phải kêu đó là những cái khám phá. Và xin mời quý vị cùng theo dõi. Cái tạm gọi những cái khám phá đầu tiên rất là ấn tượng, đó là mộ của Tần Thủy Hoàng. Thưa quý vị, cái chữ cái chữ tàu mà chúng ta nhìn thấy ở trên này á, đây là Tần Thủy Hoàng đế nghĩa là cái vị vua hoàng đế, Thủy Hoàng đế nghĩa là vua hoàng đế đầu tiên của nước Tàu. Thì cách đây 26 27 thế kỷ thì cái hình tượng của nước tàu là như thế này nó bị phân chia thành nhiều nước và những nước này họ đánh nhau liên miên đây là những nước lớn thôi những cái vị còn nước nhỏ đó chứ không kể họ đánh nhau hơn 700 năm Đó là thời xuân thu chiến quốc và kết thúc của cái thời chiến quốc đó là sự lên ngôi của tuần thủy hoàng và sự chiến thắng của nhà tần tần thủy hoàng lên ngôi thì ông ta có một cái chính sách tạm gọi là cứng rắn mà chúng ta xài cái chữ là chúng ông ta ấy không chấp nhận tất cả những ý kiến trái chiều ông ta áp dụng một cách pháp luật một cách thật là cứng ngắc chúng ta đã nghe đến cái chuyện thuần thị hoàng đốt sách chôn học trò nghĩa là những cái chính sách của ông ta làm ra rất là nhiều thiệt hại về nhân mạng cũng như là tài sản như vật chất của con người thì lúc mà ông ta chết đi đó ông ta chết vào năm ông ta 49 tuổi ông ta có cái, lúc trước đó thì ông ta mơ mộng đó ông ta sẽ xây dựng một cái đế chế nó sẽ vĩnh cửu trong cả ngàn năm nhưng mà không ngờ bệnh hoạn ông ta mất và nhà tần nó chỉ cai trị được không tới 10 năm. Thì thưa quý vị, sau khi ông ông ta trước khi ông ta mất là bệnh hoạn thì ông ta nghĩ rằng những cái việc làm của ông ta sẽ bị cái hậu thế sẽ trả thù. Cho nên ông ta sẽ cố gắng ông ta xây một cái lăng của ông ta phải nói là bất khả xâm phạm. Thì cái lăng của ông ta nó được xây ở thành phố Tây An, ngày à, thuộc tỉnh Thiểm Tây là cái điểm màu đỏ trên bản đồ. Thì cái điểm màu đỏ trên bản đồ thì chính là cái địa điểm của của cái thành phố mà Hà, Hàm Dương là thành phố thủ thủ phủ của nước Tàu ngày xưa, nước Tần ngày xưa, xin lỗi. Thì theo cái sử sách của Tư Mã Thiên đó, thì cái 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 lăng của Ông Tuần Thủy Hoàng của uh, Tuần Thủy Hoàng ấy, Thì nó được xây Trên một cái ngọn đồi Và tổng diện tích của nó là 41 000 m vuông Nghĩa là bằng 5 cái sân bóng Thì uh, Cái việc mà tìm ra cái ngôi mộ này Thực sự là một cái việc tình cờ Và năm 1977 Thì có một số thợ đào giếng Ở thành phố Tây An Thì họ đào giếng Họ tìm thấy được một số uh, vật Chẳng hạn như đất nung chẳng hạn như là những cái cây ở đầu nó có bịt đồng đối với họ cái chuyện nó là chuyện bình thường họ vẫn coi như là cái chuyện mà đây là những cái đồ vật vô giá trị họ đem ra họ bán lạc son họ bán họ bán cho những người nào có có, có, nhu cầu thì họ càng đào thì họ càng thấy càng nhiều thì cái chuyện này đến tai của một tạm gọi như là một cái người phụ trách cái vấn đề này họ mới đem trình bày lên cho chính quyền tạm gọi như là địa phương và sau đó các nhà khảo cổ đến điều tra và họ kiểm tra thì họ thấy rõ ràng những cái mà họ tìm được nó có niên đại cả ngàn năm về trước. Thưa quý vị, họ tìm được những cái gì? Họ tìm được hơn 7 cái tượng, 7 cái tượng được xếp thành hình là đứng lên và 700 cái xe. Thì những cái tượng này người ta gọi là những cái vị cận thần của nhà vua và chết theo vua, đi với vua về suối vàng, sống vĩnh viễn với vua là Tần Thủy Hoàng. Thì theo sử ký của Tư Mã Thiên đó, thì ông ta nói là lúc mà Tần Thủy Hoàng làm cái làm cái ngôi mộ này, ông ta đã dặn những người thân cận của ông ta đổ thủy ngân và một số chỗ thủy ngân thì chúng ta biết là rất độc. Cái ông ta dùng cái việc này làm để bảo vệ cho cái lăng mộ của ông ta không bị ai xâm phạm cả. Thì à, thưa quý vị, à, cái sự khám phá tình cờ này á, thì à, nó nhiều người đã đặt ra câu hỏi không biết là thực sự đây có phải là mộ tuần thủy hoàng hay không thì đến một ngàn, đến năm 1987 sau khi các chuyên gia nghiên cứu những cái cổ vật những cái tượng và những cái cỗ xe thì họ quả thật họ thấy là cái nồng độ thủy ngân rất là cao y chang như trong sử sách của Tư Mã Thiên thì đến một ngàn, năm 1987 thì UNESCO À, là tổ chức văn hóa của Liên Hợp Quốc đã công nhận đây là di sản văn hóa thế giới. À, tôi kết luận về cái việc mộ Tuần Thủy Hoàng là như thế này thưa quý vị. Chúng ta khi mà chúng ta nhắc mộ Tuần Thủy Hoàng thì chắc ta cũng không quên đến những kim tự tháp của Ai Cập. Những kim tự tháp của Ai Cập được xây ở trong đó đó là những lăng mộ của các ông Pharaon là vị vua Ai Cập. Họ xây để bảo vệ cái cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống vĩnh hằng của các ông vua đó để không ai có thể xâm phạm được tôi tôi nhớ tôi đã đọc ở đâu hay là coi ở đâu á, thì có những cái bẫy người ăn trộm mà mà vô là khỏi mà ra khỏi ra đi thì đây á, thì tôi so sánh giữa tổ thủy hoàng và pharaoh có giống nhau một điều là họ đều là những bạo chúa là những người phải nói là coi sinh mạng của con người không ra cái gì cả chúng ta biết là pyramid là những cái kim tự tháp xây trên xương máu của biết bao nhiêu là nô lệ hàng trăm hàng ngàn người đã chết thì chúng ta đặt câu hỏi là liệu cái tên tuổi của Phát Râu và tuổi y Hoàng có đi vào lịch sử hay không? Tôi nghĩ là không. Có đi vào lịch sử là cái sự tàn ác của ông ta thôi. Con người trâu chết để ra, để ra người chết để tiếng. Người ta để đi vào lịch sử với tấm lòng nhân hậu, với tấm lòng nhân bản, chứ không phải là vì những cái tượng hoặc là những cái đền đài. Thưa quý vị, bước sang một lĩnh vực khác. Là lãnh vực à, vật lý Tôi muốn nói đây là con lắc Galile Galile thì do nhà vật lý học Galile là người Ý Ông ta sống vào thế kỷ thứ 17 khi, à, Cái công trình của Galile ấy, là nói về con lắc đơn Con lắc đơn là con lắc rất là đơn giản Quý vị tưởng tượng nó có một sợi dây ở dưới Tôi treo một cái cục đá để cho nó lắc lư Thì người ta gọi đó là con lắc đơn Thì khi mà khảo sát về con lắc đơn như thế này á thì người ta quan sát những cái gì người ta quan sát người ta cần biết đến cái cái việc quan trọng nhất đó là cái chu kỳ của con lắc đơn chu kỳ là cái gì chu kỳ là cái thời gian nó đi hết một vòng bắt đầu ở đây đi qua xong trở lại cái thời gian đó thì nó gọi là chu kỳ thì chu kỳ đó được đánh dấu bằng chữ t và được tính bằng dây thì cái việc tìm ra chu kỳ này á, là một sự tình cờ là như thế này thưa quý vị có một hôm đó cậu bé Galilei đi lễ ở vương cung thánh đường Pisa chắc mọi người hiện pizza là cái địa điểm mà có cái tháp nghiêng nổi danh thì trong cái buổi lễ ấy, thì cậu ấy, mắt nhìn ngang nhìn nhìn dọc cậu nhìn lên cái ngọn đèn ở trên trần ngọn đèn trên trần là quý vị thấy đây này thì nó treo ở trên trần thì nó lắc lư theo gió thì cậu ta để ý là cho dù nó lắc tạm gọi là nó lắc lắc nhiều lắc lắc yếu hay là lắc mạnh thì cái tê là cái chu kỳ nó vẫn bằng nhau nhưng mà đặt câu hỏi là thời đó chúng ta đâu có cái đồng hồ bấm đâu. Làm sao mà cậu có thể biết được là cái nào dài, cái nào ngắn. Thưa quý vị, cậu đo bằng cái nhịp tim của cậu ta. Tôi lấy thí dụ như vậy, cậu rờ vào tim, cậu nhìn có lắc, nhìn cái đèn. Cậu thấy nó lắc qua lắc lại trong vòng 6 nhịp tim. Thì sau đó có một cơn gió mạnh, nó làm cái cái ngọn đèn này nó lắc mạnh hơn. Nhưng mà cậu ta cũng đếm là 6 nhịp tim. là Cậu ta đặt ra câu hỏi rất là lạ. Tại sao nó lắc mạnh chu kỳ nó vẫn như thế thì cậu ta mới về nhà, cậu ta mới làm cái thí nghiệm lặp lại với con lắc đơn. Thí nghiệm rất là đơn giản như vậy. Cậu ta treo lên, thì cậu ta mới tạm gọi, cậu, cậu là kéo ra một cái góc, nhìn các quý vị nhìn cái góc này ở đây chắc là khoảng chừng 20-25 độ. Thì ở đây á, đây là biên độ của nó này Thì cậu ta mới đo cái chu kỳ của nó. Đây là cái đường biểu diễn hoành độ là chu là dây và tung độ là biên độ thì cậu ta thấy là cái thời gian t thì ở đây thì quý vị nhìn thấy ở đây nó khoảng chừng năm mấy thì bây giờ đó cậu ta mới làm với con lắc khác nghĩa là xin lỗi cũng con lắc đó nhưng mà cậu ta làm với một góc lớn hơn một góc đầu lớn hơn góc này quý vị nhìn thấy là nó cũng khoảng chừng 60 độ thì ở đây quý vị thấy là cái đường biểu diễn đây là biên độ có là 0,7 thì lúc mà tổng cậu ta đo cậu ta thấy là cái chu kỳ của nó đây chu kỳ của nó nó cũng vẫn là khoảng năm mấy và nếu mà cậu ta so hai cái con lắc nó chạy cùng một lúc thì nó như thế này chúng ta sẽ thấy hai cái nó chuyển động gần như là đồng bộ với nhau và cái t của nó chu kỳ của nó là năm bốn cậu ta thử đi thử lại nhiều lần và cậu ta đi đến kết luận là như thế này cái chu kỳ á, nó nó không ảnh hưởng và cái góc đầu thậm chí nó không ảnh hưởng đến khối lượng nữa. nghĩa là cậu ta có thể treo một cái cục đá một ký hay là cục đá 10 ký để cũng có cùng một t cũng cùng một chu kỳ và cái chu kỳ này nó chỉ ảnh hưởng vào cái chiều dài của sợi dây và đây là chúng ta sẽ dùng một cái con lắc với chiều dài khác đây quý vị sẽ thấy cái đường biểu diễn này là nó có cái chu kỳ là 6 ,6 khi mà cậu ta thay đổi cái chiều dài của sợi dây mà thôi thì cái sự khám phá vô tình của cậu Galileo về sau người ta kiểm chứng được cái công thức đó là T bằng 2 pi L trên G L là chiều dài của dây tính bằng mét và G là gia tốc trọng trường coi là tạm gọi là sức hút của trái đất Thưa quý vị bây giờ chúng ta bước sang một lĩnh vực khác là lĩnh vực về y tế điện sinh học cái người mà khám phá ra đó là cũng lại là một người Ý nữa đó là nhà vật lý học Luigi Galvani. Ông ta thử nghiệm trên con ếch. thì cái việc thử nghiệm trên con ếch thì có lẽ là ở Việt Nam tôi nghĩ là các em học sinh cũng đã làm cái bài bài này rồi. quý vị quan sát những cái hình vẽ trên này ha, cái hình cái hình này nó nó mô tả lại cái bài thí nghiệm của Galvani. nghĩa là ông ta lấy một con ếch đã chết rồi, ông ta lột da, lột hết tất cả, ông ta giữ lại cái đùi của nó và cái sợi thần kinh của nó là thôi. Thì cụ thể nó là như thế này Tôi mô tả lại cái gì Và đã xảy ra một cách rất là tình cờ Hôm đó ông ta để con ếch Con ếch đã chết rồi như quý vị Ông ta để con ếch lên một cái mâm Rồi vô tình làm sao đó Thì một người tạm gọi những người phụ tá của ông ta Lấy cái tạm gọi như con dao mổ Họ đụng vào cái đùi con ếch Thì họ thấy là con ếch nó rung Thì ông ta mới thắc mắc của con ếch kìa đã chết mà tại sao nó nó cử động được hay là con hay là cái 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 việc mà ông ta lấy con dao đụng vào đó nó tạo ra một cái dòng điện thì về sau này á thì trường đại học Ren ở bên Pháp họ lập lại cái thí nghiệm này cũng với con ếch thì họ để một con ếch đã chết thì họ để cái chân nó lên cho một miếng miếng kẽm và sau đó họ lấy một sợi dây đồng nối giữa miếng kẽm và một sợi thần kinh thì họ thấy là con ếch nó giật thì thưa quý vị sau cái thí nghiệm của con ếch Thì Galvani đã đưa ra một cái giả thuyết Như thế này Cái giả thuyết đó là Trong con ếch nó có cái dòng điện Tuy nhiên vào cái thời buổi đó Thì một nhà bác học Một nhà vật lý học người khác là ông Alexandro Volta Là giáo sư Của đại học Bởi à, vì ông ấy đã phản đối cái việc này Ông bảo con ếch không thể nào dẫn điện được Tuy nhiên ông ta lấy cảm hứng Từ Galvani Ông ta mới làm cái thí nghiệm khác của ông ta là ông ta lấy những cái mẫu giấy bìa cứng và ông ta đổ lên trên đó, dung dịch muối và ông ta lót các dung dịch xen kẽ với nhau với những cái tấm kim loại bằng thép, bằng đồng và bằng kẽm, thì ông ta mới tìm ra, ông phát minh ra được ở hai đầu đó là hai điện cực, một điện cực dương và điện cực âm. Và thưa quý vị, đây là cục pin đầu tiên của nhân loại và cục pin này đó ông ta mới chứng minh cái giả thuyết của đi là sai là trong trong con 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 vật trong sinh vật nó không có điện tuy nhiên vài chục năm sau đó qua những cái quan sát thì người ta thấy nó lại khác thưa quý vị quý vị có đã thấy cái clip này rồi đây là một con cá sấu nó ăn phải con lươn điện con lươn điện nó chích cho con cá sấu này gần chết thì người ta mới về sau người ta tìm hiểu thì có những loại sinh vật Chạm như con lươn Chạm như con cá đuối là những cái con mà có khả năng nó phát ra điện. Và trong từ điển Wikipedia tôi coi á thì có những con vật nó phát ra những cái luồng điện 600 V 2 A hoặc là 350 V ở tới 3 A lận. Thì thưa quý vị, với cái hiệu thế điện, điện hiệu thế này và cái cường độ này nó có thể giật chết một con ngựa. Thì tuy nhiên ở đây ấy, chúng ta nên phân biệt là có dòng điện thật, nhưng mà cái dòng điện nó không phải dòng điện của chúng ta như chúng ta tưởng. Cái dòng điện của chúng ta chúng ta hàng ngày chúng ta thấy đó chúng ta dùng là để bật đèn để nấu ăn thì cái dòng điện đó nó tạo ra bởi sự di chuyển của các chuỗi electron của các electron còn những con trong trong cái con cá đuối này con lươn này thì đó là cái dòng điện nó được tạo ra bởi sự di chuyển của các ion sodium hai cái nó dính dáng gì nhau cho nên quý vị đừng nghĩ là nó có điện là chúng ta bắt con cá đuối hoặc là, là con lươn chúng ta bỏ vào cái một cái một cái chậu rồi chúng ta cắm sợi điện nó sáng đèn cái chuyện đó là không có đâu Thưa quý vị, cũng ở trong lĩnh vực y tế à, à, có một cái phát minh hoặc là khám phá về tạm gọi là vi sinh học. Thì nếu nói về vi sinh học thì người ta tưởng tượng ngay đến đây phải cái người khám phá này, tác giả này phải là một bác sĩ hoặc là một người làm về ngành y. Không, thưa quý vị, người khám phá ra đó là Anthony Van Leeuwenhoek. Anthony Van Leeuwenhoek không phải là một bác sĩ, ông ta chỉ đơn thuần là một người bán vải. Thì thưa quý vị, cái nhu cầu của ông ta hàng ngày là ông ta phải kiểm chứng cái số lượng của những cái sợi vải cũng như cái chất lượng của những sợi vải mà ông ta bán thì để kiểm chứng thì ông ta xài cái này quý vị ông ta xài cái kiến lúc cái kiến lúc này á, thì nó có khả năng nó phóng đại lên khoảng chừng vài chục lần tuy nhiên vài chục lần không đủ ông ta có một ngày đẹp trời không biết vì lý do gì ông ta mới nảy sinh được cái ý kiến một cái ý là ông ta lấy một viên bi bằng thủy tinh, ông ta cưa đôi nó ra và ông ta ráp vào một cái hai cái miếng kẽm và ông ta dùng để quan sát tựa tựa là như thế này. thì lúc ông ta quan sát thì ông ta thấy rõ ràng là ông ta quan sát những cái những cái sinh vật nó phải nói là bình thường ông ta không thấy ở đây ở đây là những cái gì mà ông ta đã quan sát và ông ta vẽ được đây là nó mô tả lại cái cái việc mà ông ta đã dùng thì có một lần ông ta muốn tìm hiểu tại sao cái hột tiêu nó cay thì ông ta mới lấy hột tiêu ông nhúng vào trong nước và ông ta mang lên thí nghiệm ông ta mang lên ta coi thì ông ta thấy ở trong đó có những cái sinh vật có những cái gì nó, nó 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 dài dài như cái khúc cây nó, mấy, nó 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 cử động thì về sau mãi về sau này người ta mới khám phá đó đó là những con vi trùng và nhờ vào cái khám phá này thì nó mới có cái môn gọi là vi trùng học hay là vi sinh học thì đây là những hình ảnh mà nó được ghi lại và còn được giữ ở trong đại học đeo ở bên hòa lan thì thưa quý vị thì tất cả những cái khám phá những cái phát minh của của ông lý văn húc thì ông đều gửi cho các uh, viện hàn lâm đặc biệt là hàn lâm của ở uh, london ở thủ đô anh tuy nhiên không có ai quan tâm thứ nhất đó là vì ông ta viết bằng tiếng hòa lan thứ hai nữa ông ta không phải là một người nổi tiếng ai mà đọc sách của một người bán vải bao giờ thì rõ ràng là những cái gì ông ta làm người ta không quan tâm nhưng nhiều năm sau người ta mới để ý lại và mình thấy rõ ràng đây những cái phát minh những cái gì, những cái gì mà ông ta tìm ra thực sự là cái ích lợi và người ta coi ông ta là cha đẻ của môn vi sinh học hay là vi trùng học nếu quý vị có dịp đến amsterdam là thành phố lớn của Hòa Lan thì quý vị có thể thấy có một đại học, có một viện nghiên cứu về ung thư mang tên của ông ta. Thưa quý vị, chúng ta bây giờ chúng ta bước sang một lĩnh vực khác đó là lĩnh vực thiên văn. Ở đây quý vị cái cái cái, cái chủ đề ở đây đó, nó là vành đai thiên vương tinh. Thiên vương tinh thì cái vành đai thiên vương tinh này nó được tìm ra bởi ba nhà khoa học người Mỹ vào năm 1977. Thì trước khi vào chi tiết thì cho tôi cũng có một vài giây để nói về cái thái dương hệ của chúng ta. Thì quý vị biết là ngoài trái đất của chúng ta đó, chúng ta còn có 7 hành tinh khác. Ở trong cùng là Thủy Tinh, nhỏ nhất. Và ngoài cùng là Hải Vương Tinh. Thì ở đây, trên cái hình này, á đây là một ngôi sao. Ngôi sao này nó có cái số là 158, 687. Người ta đánh số những ngôi sao để người ta khảo sát. Và cái hình màu vàng đây á, để quý vị thấy ở đây nè, đây chính là thiên vương tinh. Người ta biết thiên vương tinh nó đang ở vào năm 1977, cái lúc mà quan sát của các nhà nhà khoa học và quan sát á, thì họ biết thiên vương tinh nó sắp đi ngang qua ngôi sao. Thì họ mới quay phim, quay cái đoạn phim này, thì họ quan sát lại thì họ thấy có một lạ lùng, là trước khi Thiên Vương Tinh đến thì cái ngôi sao này nó bị che khuất đi 5 lần và nghiên cứu lại cái đoạn phim này họ đi đến một cái kết luận là Thiên Vương Tinh nó có 5 cái vệ tinh chung quanh đó thì bây giờ à, khoảng chừng 10 năm sau với cái tàu thám hiểm Voyager 2 người ta đã xác định đúng là Thiên Vương Tinh không chỉ có 5 vệ tinh mà còn rất nhiều vệ tinh khác Thưa quý vị cũng ở trong lĩnh vực này á có một điều mà tôi muốn trình bày với quý vị rất là lý thú. Đây là chủ đề chúng ta là những khám phá tình cờ mà tôi sẽ trình bày với quý vị một cái hoàn toàn không có tình cờ một chút nào hết. Cũng lãnh vực thiên văn. Đây là một cái tạm gọi, cái khám phá từ cái trí tuệ của con người. Tôi muốn nói đến một khám phá của một hành tinh. Thưa quý vị, ở trên đây chúng ta ở giữa là mặt trời và màu xanh đây là thiên vương tinh. Thì thiên vương tinh nó cũng như trái đất nó quay vô quanh mặt trời. Trên nguyên tắc nó sẽ quay theo hình tròn, theo quỹ đạo tròn như thế này. Nhưng mà vào thế kỷ thứ 17, 18 người ta quan sát đó, người ta thấy đó, có đôi khi nó như vậy và đôi khi nó như vậy. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là à, quý vị tưởng tượng chỗ này đó, là thiên vương tinh nó sẽ nhảy ra ngoài cái quỹ đạo bình thường của nó. Thì đối với nhà khoa học đó, theo cái định luật Newton á thì họ sẽ lý luận rằng là sao nó nhảy ra ngoài là phải có cái thằng hút ra ngoài thôi nghĩa là như vậy ở đây phải có một cái lực hút ra ngoài thì nó mới ra ngoài được thì thưa quý vị thì cho đến thế kỷ thứ 19 thì có một nhà thiên văn học người pháp ước ban le verrier ông ta đã quan sát cái hiện tượng này và ông ta tính rằng là ở những nơi mà nó nhảy ra ngoài đó chắc phải có một cái gì và ông ta tính toán bằng tay nha quý vị thời đó là chưa có máy tính và ông tính toán bằng tay và sau nhiều năm tháng ông ta đã kết luận rằng là ở những nơi đó ở những cái nơi mà thiên vương tinh nó nhảy ra ngoài đó là có một hành tinh ở ngoài đó và sau cùng người ta đã công nhận điều này là đúng hành tinh đó là hải vương tinh đó là cái hành tinh bây giờ là hành tinh xa nhất trong thái dương hệ thưa quý vị đây là phải nói một cái điều cực kỳ là lý thú cực kỳ là ấn tượng con người đã tìm ra khi mà con người ta không thấy cái gì cả người ta không thấy Le Verrier không thấy Neptune là nghĩa là không thấy hải vương tinh ở đâu cả ông chỉ tính toán vậy thôi mà cuối cùng là đúng thì thưa quý vị tôi khoanh tròn ở dưới này con số 1846 là cái năm mà Le Verrier đã tìm ra hải vương tinh nhưng thực sự mà nói đó ở trong lĩnh vực này nó có một cái điều vô cùng lý thú người ta tình cờ người ta khám phá ra cái gì đó là cái chủ đề của ngày hôm nay nhưng mà cái gì tôi sắp trình bày với quý vị ấy, là người ta có một chuyện nó xảy ra mà người ta lại không khám phá ra được thì đó là cái chuyện xảy ra vào thế kỷ thứ 17 chính xác là vào năm 1610 thì năm 1610 á thì mọi người trong đó có Galileo đã biết là là mộc tinh nghĩa là Jupiter nó có bốn vệ tinh mà một trong bốn vệ tinh nó có tên là Europa mà tôi tô màu đỏ ở đây. Thì thưa quý vị, bốn cái bốn cái vệ tinh này nó quay chung quanh Mộc tinh theo quỹ đạo hình tròn. Thì à, có thể nó nằm như vậy. Có thể nó ngày hôm sau nó nằm như vậy. Thì thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 12 năm 1612 Galileo, xin nhắc lại là Galileo, ông ấy quan sát thì ông thấy bốn cái vệ tinh nó nằm ở trong cái vị trí như thế này, cái Europa nằm màu đỏ nằm ở trên, thì sang ngày hôm sau, thì ông ta thấy bốn cái vệ tinh nó nằm ở cái vị trí này, ừ. thì ông mới ta ghi chép và trong cái cuốn sổ tay của ông ta là ông ta đã ghi, ông đã thấy bốn cái vệ tinh, nhưng đây là một sự lầm lẫn vô cùng ấn tượng, thưa quý vị cái cái này này bìa tôi tôi màu xanh nó không phải là một vệ tinh đó là hành tinh hải vương tinh Neptune neptune ừ. tinh cờ nó nằm ở chỗ đó tinh cờ nó nằm ở chỗ đó và cái vệ tinh thứ tư á, nó nằm đằng sau một tinh mà ông ta không quan sát được thì chúng ta thấy ở đây á hình vẽ này chúng ta thấy một tinh và những cái vệ tinh nó nằm trong một mặt phẳng nhưng mà thực sự không phải vậy Neptune, tôi xin nhắc lại, Neptune là hải vương tinh, nó nằm ngoài rìa của Thái Dương Hệ, nghĩa là nó nằm cách xa tỷ cây số, cách mộc tinh. Thì đây là cái chuyện xảy ra vào ngày 30 tháng 12. Thì nếu mà ngày 31 tháng 12 là ngày hôm sau đó, thì ông ta quan sát, thì ông sẽ thấy cái Europa nó hiện ra, và ông sẽ, ta sẽ quan sát được năm cái chấm màu trắng. Và lúc đó ông có thể suy đoán là một trong năm cái chấm đó là một cái gì khác cái vệ tinh và có thể ông xe ông ta đã tìm ra Hải Vương Tinh vào năm 1612. Nhưng mà hôm đó ngày 31 tháng 12 quý vị cũng biết đó là ngày cuối năm là chắc ông cũng đi như mọi người cũng đi nhậu nhẹt để mừng năm mới thôi. Thì cho nên ông ta đã hụt cái một cái cơ hội để tìm ra và phải đợi đến 200 năm sau Le Verrier mới tìm ra bằng cách tính toán. Thưa quý vị, sau cùng cái phát minh hoặc là cái khám phá sau cùng đó là về thuốc nổ và tác giả đó là alfred nobel ai cũng biết alfred nobel từ hồi nhỏ ông đã quan tâm đến thuốc nổ mà người ta gọi là nitroglycerin cái thuốc nổ này đã được giáo sư ascanto sobrero ông ta đã khám phá ra sobrero theo tôi và nhiều sách vở thì đây hình như là thầy của nobel thì ông ta đã khám phá ra và ông ta biết là cái chất nổ nó có một cái tính chất hơi đặc biệt là nó là một tổng hợp của glycerol và axit nitric cái chất này nó nhờn nhờn nhưng mà có đặc điểm của nó là nó dễ nổ và cái việc này nó gây cho tai hại vô cùng lớn là nó được dùng để khai thác hầm mỏ tuy nhiên nó làm cho biết bao nhiêu nạn nhân đã chết về cái vụ này thì đây cái việc này nó, á, nó ám ảnh cho vào đầu óc của cái cậu Nobel thì Nobel đó, có cái suy nghĩ là mình phải làm sao cho cái chất nitro này nó được an toàn sử dụng thì cậu ta miệt mài với cái tạm gọi cái công trình này cậu ta quên ăn quên ngủ cậu ta làm việc thì đến một ngày đẹp trời đó, thì cậu ta để cái một cái mẫu gly trên bàn và cậu ta đi đọc sách ở một chỗ khác lúc đó có một người mang đến cho ông ta món đồ ông ta bảo để trên bàn đi thì cái người kia mới để trên bàn và đẩy tới vô tình làm rớt cái 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 ống nghiệm Glyco, uh, glycerin xuống nhưng mà quý vị cũng biết là nó không nổ nếu mà nó nổ thì chúng ta sẽ không có Nobel nó rớt xuống quý vị nó rớt xuống một cái đống nó kêu là cái glycerin. Glycerin là một, một loại bột cái bột này là người tôi đọc đây, đây này, nó là nó một loại đá trầm tích uh, Silic nó có nguồn gốc hữu cơ và hóa thạch thì kích thước của những cái hạt này rất là mịn rất là nhỏ rất là mềm rất là nhẹ và đặc biệt là nó thẩm thấu thì ông ta mới khám phá ra là chúng ta có thể pha trộn cái chất nitroglycerin và cái chất và cái và cái bột này và chúng ta đúc thành những cái que tạm gọi những cái cột những cái những cái trụ và chúng ta cắm vào đó những cái ngòi nổ và khi nào chúng ta cho nó nổ thì chúng ta có thể kích hoạt cho nó nổ thôi thì đây là một cái phát minh là một cái khám phá rất là tiện lợi cho những người làm việc trong hầm mỏ hoặc là trong những công trình Tuy nhiên thưa quý vị, con người ta lại sử dụng cái việc này vào một cái chuyện khác. Kể từ lúc mà có được cái chất này thì người ta dùng đó vào nó công việc giết hại lẫn nhau. Có bao nhiêu cái vụ ám sát, đặt bom. Cái thời đó người ta có một thống kê đó là cứ một ngày có ba vụ nổ bom và đây là những cái cái chất những cái, cái tạm gọi là những cái cái việc những cái cái cái, cái vụ này xảy ra và ngược lại thì Nobel đó, lại giàu có ra bởi vì ông ta có những cái hợp đồng ký với Bộ Quốc phòng. Ông ta hợp đồng đem lại cho ông ta rất là nhiều tiền. Ông trở thành một, một triệu phú. phải đấy. Thì tuy nhiên, chỉ một vài năm sau thôi thì xảy ra có một cái phong trào của một số người họ xuống đường. Họ xuống đường, họ đòi hỏi về chấm dứt cái việc mà tạm gọi như cái việc tàn sát người như vậy. Và linh hồn của cái phong trào này là một người phụ nữ. Bà ta tên là Marta von Sutter. Đây là một nhân vật đặc biệt. Thưa quý vị, cái điểm đặc biệt thứ nhất, đây là một người đây là người tình của Nobel. Tuy nhiên không may cho Nobel, đây là một mối tình đơn phương, nói nó hơi cải lương chút. Bà ta trái tim của bà ta đã dành cho người khác. Sau một thời gian hoạt động làm việc, làm thư ký cho Nobel thì bà ta đã bỏ đi với à đi lấy chồng, tạm vậy như vậy và bà ta bước vào con đường hoạt động để chống lại những cái việc mà sử dụng cái chất nổ này trong cái việc giết hại thì à, cái hành động cũng như cái nỗi buồn thất tình và cái hành động của bà Bertha von Sutter đã dằn vặt Nobel đã cho cho ông ta một cái suy nghĩ là không lẽ cái cái phát minh cái khám phá của mình nó làm chết người nhiều như thế hay sao thì những cái phần cuối cuộc đời của Nobel ông ta sống trong cô đơn trong bệnh tật và trong buồn tuổi. Và vào những ngày cuối đời thì ông ta suy nghĩ lại và ông ta đi đến một cái quyết định rất là quan trọng. Đó là ông ta để lại một cái di chúc. Ông để lại di chúc cho tất cho những người, cho những tổ chức và đóng góp ích lợi cho nhân loại. Ông ta dùng cái tài sản của ông ta, tài sản của ông ta nếu mà tính ra bây giờ đó thì đã khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Để một số tiền rất lớn quý vị. Thì cái di chúc này được viết vào năm 1895, Một năm sau ngày trước ngày ông ta mất. Thì cái di chúc này sau đó ông ta không có ông có con cái, không có người thân thì cái di chúc này được gửi lại cho chính phủ và hoàng gia Thủy Điển. Và hoàng gia Thủy Điển đến năm 1901 họ bắt đầu công bố và trao những cái giải. Thưa quý vị năm 1901 người ta bắt đầu trao những cái giải đó là văn chương y học hóa học vật lý và năm 68 là trao về giải kinh tế quý vị thấy ở đây có thiếu một cái giải rất là quan trọng đó là giải Nobel hòa bình tôi muốn dành cái Nobel hòa bình để tôi kết thúc bài ngày hôm, bài nói chuyện ngày hôm nay tôi có vị giải Nobel hòa bình là một cái giải Nobel đặc biệt đúng là thực sự cái giải Nobel nào cũng giá trị cả nhưng mà giải Nobel đặc biệt và hòa bình đặc biệt vì thứ nhất là có màu sắc chính trị và thứ hai nó có ảnh hưởng đến nhiều lãnh vực khác nhau. Thì cái giải Nobel Hòa Bình lần thứ năm là trao năm 1905, được trao cho một người phụ nữ. Thưa quý vị, đó chính là Bertha von Sutter. Thì Bertha von Sutter, đối với tôi, á, thì cái bà ta với sắc đẹp của bà ta, bà đã làm rung động trái tim của nhà toán học, nhà bác học Nobel tuy nhiên cái hành động và cái những nghĩa cử của bà ta để bảo vệ cho con người nó là lay động cái lương tâm của nobel và qua đó thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta có một cái giải thưởng nobel danh giá của nhân loại thưa quý vị à, với những hình ảnh và những cái lời à, lời lẽ tương đối nó lãng mạn như vậy đã chấm dứt cái chủ đề của ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục à, cống hiến của quý vị trong những chủ đề tới nói về những phát minh đặc biệt là những phát minh phục vụ cho nhân loại tôi ước mong là cái chủ đề nó đem lại cho quý vị những giây phút thư giãn thoải mái và đặc biệt là bổ ích xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký và nút chuông còn bây giờ xin kính gửi đến quý vị lời chào tạm biệt